Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Bi Network Việt Nam. Trong video này, tôi sẽ nói về giá Bi và hướng đi của Bi trong tương lai. Như các bạn đã biết, thì Bi được tạo ra để trở thành đồng tiền mã hóa trong việc mua bán và trao đổi hàng hóa trên toàn thế giới. Có nghĩa là Bi sẽ là một đồng tiền trung gian, mà để làm được điều đó, thì Bi phải có một mức giá ổn định giống như là đồng USDT đấy các bạn ạ. Giá của nó sẽ không cao và rất là ổn định. Như đồng USDT thì giá của nó chỉ bằng 1 đô la và tương đương với 1 đô la và chỉ lên xuống rất ít, chỉ vài trăm đồng thôi các bạn ạ. Nói chung là giá của nó ổn định và nếu Bi đi theo hướng này thì Bi cũng sẽ ổn định một giá và nếu Bi tăng giá thì tăng rất chậm và rất ít vì Bi phải bình ổn giá, những nhà bán hàng mới quy đổi được hàng hóa về giá đó. Ví dụ hôm nay một giá, ngày mai một giá, rồi những nhà bán hàng biết bán giá nào. Cho nên mình dự đoán Bi sẽ là một đồng tiền chung thì giá trị của nó sẽ ổn định và tăng rất chậm trong tương lai. Còn nếu Bi đi theo hướng thứ hai là Bi được đưa lên sàn để giao dịch thì giá trị của nó có thể tăng cao và tăng nhanh vì lúc đó nhiều người sẽ mua bán đồng Bi, tạo nên thanh khoản, tạo nên sự luân chuyển của đồng Bi thì giá trị của Bi sẽ lên hàng nghìn đô là điều bình thường. Nhưng nếu như vậy sẽ gây khó khăn trong việc mua bán trao đổi hàng hóa vì giá cả lên xuống thất thường. Thì sao mọi người có thể quy đổi hàng hóa về Bi được? Ví dụ hôm nay tôi bán một chiếc điện thoại giá 10 Bi, ngày mai Bi tăng giá tôi lại bán lại giá 3 Bi thì thật là bất tiện. Mà các bạn biết đấy, thị trường coi thì giá nó thay đổi từng giây từng phút, nên nếu Bi đi theo hướng này thì rất khó. Và theo ý kiến cá nhân của mình thì Bi sẽ có một mức giá ổn định để làm đồng tiền chung trong việc mua bán và trao đổi hàng hóa, để mọi người có thể dễ dàng quy đổi tất cả giá trị hàng hóa về một mức giá ổn định đó của Bi. Còn theo mọi người, Bi sẽ có giá như thế nào và đi theo hướng nào? Mọi người hãy để lại bình luận cho chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến giờ phút này. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quay trung bên cạnh để có thể cập nhật những tin tức mới nhất về Bi Network. Xin chào và hẹn gặp lại.